Kinh văn. Sao còn phải nhờ Phật đảnh thần chú của Như Lai khiến cho lửa dâm trong tâm Ma Đăng Già giết sạch và chứng quả A Na Hàm, thành rừng tinh tấn trong pháp của Như Lai, sông ái khô cạn khiến cho ông được giải thoát? Giảng giải. Đức Phật bảo: ông học Phật pháp rất nhiều, nhưng tâm ông bối rối khi gặp phụ nữ, ông mất tự chủ và theo người phụ nữ vào nhà cô ta. Và khi đã đến đó rồi thì ông đã đến bên bờ vực của những việc làm không thể nào tưởng tượng nổi. Điều gì khiến ông như vậy? Lúc đó Đức Phật như một quan tòa buộc tội A Nan. Sao còn phải nhờ Phật đảnh thần chú của Như Lai và nhờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mang đi cứu ông? Chính ông nhớ được rất nhiều về 12 bộ kinh. Tại sao ông không đọc khi gặp cô ta? Tại sao ông mất tự chủ? Ông thấy phụ nữ rồi quên tất cả mọi thứ. Cách ông nhìn như vậy, điều còn lại chăng trên thế gian chỉ là phụ nữ? Khiến cho lửa dâm trong tâm Ma Đăng Già giết sạch. Vô minh, lửa dâm dục trong tâm cô ta tức thì giết sạch và chứng quả A Na Hàm. Quả vị thứ ba của hàng A La Hán, A Nan trở thành người quan trọng đối với cô hơn là cuộc sống của riêng cô. Cô về nhà nói với bà mẹ rằng bà phải đánh bẫy A Nan cho cô ta. Mẹ cô ta tụng thần chú Tiên Phạm Thiên và A Nan trở nên tối tăm mặt mũi. Nhưng tà thuật không thể chế ngự A Nan hoàn toàn. Nếu A Nan chẳng có chút nào để ý đến con gái của Ma Đăng Già thì thần chú ấy chẳng có tác dụng gì. Chắc chắn rằng con gái của Ma Đăng Già đã hớp hồn A Nan. A Nan đã nhìn trộm cô ta vài lần rồi. Cô gái quá đẹp, định không nhìn nữa, A Nan quay đầu đi nơi khác nhưng lại nhìn lui. Sau khi nhìn trộm cô ta vài lần như thế, lòng mơ tưởng về sắc đẹp của cô con gái Ma Đăng Già đã hình thành trong tâm A Nan. Thế nên khi bà mẹ đọc chú, A Nan liền bị mê muội trong nháy mắt. Nếu không có tâm mơ tưởng sắc đẹp con gái Ma Đăng Già, A Nan sẽ không bị đi theo cô gái. Đức Phật nhận thấy rằng A Nan đang ở bên bờ vực của sự quỷ phạm giới thể, nên ngài liền nói thần chú Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài sai Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mang thần chú đi cứu hộ A Nan. Khi Văn Thù Sư Lợi đến nhà Ma Đăng Già đọc thần chú, tâm A Nan liền sáng rỡ. Sao ta lại ở đây? A Nan tự hỏi. Rồi A Nan liền trở về kỳ duyên của ông cấp cô độc. A Nan đã ở ngay ranh giới sự quan hệ với con gái của Ma Đăng Già. Khi Văn Thù Sư Lợi đến đọc thần chú Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm, A Nan bất thần nhảy lên, cầm lấy y phục và chạy về kỳ duyên. Khi con gái của Ma Đăng Già thấy A Nan đã bỏ chạy, cô ta đuổi theo, hỏi A Nan: sao chàng lại bỏ đi vào lúc quan trọng như thế này? Cô ta khóc lóc. Thế là A Nan chạy về kỳ duyên cùng với con gái của Ma Đăng Già đang đuổi theo sau lưng. Khi vừa đến nơi, Đức Phật hỏi cô ta: cô đến đây có chuyện gì? Cô trả lời: con yêu A Nan. A Nan có điều gì khiến cô yêu? Đức Phật hỏi. Cô ta đáp: con yêu cái mũi của A Nan. Ta sẽ bảo A Nan cắt cái mũi trao cho cô. Đức Phật liền trả lời. Cô ta tiếp tục: con yêu đôi mắt của A Nan. Ta sẽ bảo A Nan móc đôi mắt ấy trao cho cô. Đức Phật ngắt lời. Cô ta đòi tiếp: con yêu khuôn mặt của A Nan. Điều ấy rất dễ, Đức Phật đáp. Ta sẽ bảo A Nan lặn nó ra và cô có thể mang về. Nhưng nếu ngài cắt nó đi thì khuôn mặt ấy sẽ không còn dễ yêu kiều nữa. Cô ta phản đối. Nếu nó không còn dễ yêu kiều nữa, thế tại sao cô thấy được vẻ yêu kiều của nó ngay khi chưa bị thay đổi? Ngay lúc cô suy nghĩ tìm cách trả lời thì chứng ngộ đạt đến quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. Vì cô quá yêu A Nan nên cô ta chứng ngộ ngay tức thì khi Đức Phật khai thị cho cô ta. Thành rừng tinh tấn trong pháp của Như Lai. Tôi sẽ nói cho quý vị biết, bây giờ thì quý vị chưa biết sợ việc quan hệ tính phái nam nữ. Điều mà tất cả quý vị cần phải làm là tỉnh thức và thực sự nhận ra chung quanh mình hiền là gì. Lúc ấy sẽ có vài tia hy vọng cho quý vị. Chỉ sợ là quý vị không chịu tỉnh thức, nhưng sẽ hoàn toàn là mê muội và tụt hậu nếu nghĩ rằng đó là nguồn hạnh phúc. Trong thực tế, đó thực sự là điều khổ đau. Nếu quý vị thực sự nhận ra
thì sẽ không bao giờ mắc phải lần nữa. Nếu không, quý vị vẫn nghĩ về điều ấy ngay khi còn thức và mơ tưởng khi ngủ, và sẽ không bao giờ dứt bỏ nó được. Sông ái khô cạn. Ái tình như dòng nước chảy xiết, không bao giờ ngừng, xoáy tích quanh mình. Nhưng khi con gái của Ma Đăng Già nghe Đức Phật giảng pháp, trong lòng cô ta, dòng sông ái đó khô mất. Lửa tình ái chuyển thành thân kim cương bất hoại, khiến cho ông được giải thoát. Vì con gái của Ma Đăng Già đã chứng được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán, cô không còn muốn giữ tình yêu ấy với A-nan nữa, nên A-nan bây giờ được tự do. Đến lúc này, A-nan vẫn là người mới chứng được quả vị sơ quả A-la-hán, chưa được quả vị thứ hai. Nhưng con gái của Ma Đăng Già đã vượt qua A-nan, cô ta đã chứng được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. Trong 500 đời trước, A-nan và con gái của Ma Đăng Già đã là vợ chồng của nhau. Thế nên khi cô ta thấy A-nan, liền phải lòng. Cô ta đã gặp lại chồng mình trong những đời trước. Tình yêu của cô ta đối với A-nan là không thể nào tránh khỏi được. Thực vậy, có lẽ họ đã có lời thề nguyện trong những kiếp trước. Trong kiếp sống sau cùng gần nhất, cô ta có lẽ đã nói với A-nan, trong tương lai, chúng ta sẽ làm vợ chồng nhau mãi mãi, đừng bao giờ xa nhau. Đó là lý do tại sao tình yêu giữa hai người quá mạnh đến mức họ yêu nhau ngay khi vừa thấy nhau. Kinh văn. Thế nên A-nan, tuy ông trải qua nhiều kiếp ghi nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, cũng chẳng bằng một ngày tu pháp vô lậu, xa lìa hai cái khổ yêu ghét ở thế gian. Giảng giải. Thế nên A-nan, tuy ông trải qua nhiều kiếp ghi nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, ông có thể ghi nhớ và thuộc lòng các lời dạy của chư Phật. Bí mật là những gì không thể diễn bày bằng ngôn từ hoặc hiểu được qua suy nghĩ, có nghĩa là bất khả tư nghị, không thể diễn tả được. Bí mật còn có nghĩa là những gì không thể chia sẻ được giữa hai người. Chẳng hạn, tôi không thể biết được giáo pháp nào đang được giảng nói cho anh, và anh không thể biết được giáo pháp gì đang được giảng nói cho tôi. Có thể là cùng một giáo pháp, nhưng khi một người nghe thì chỉ là một nguyên lý, trong khi người khác thì nghe được một nghĩa riêng, một cách giải thích về một đạo lý thì được hiểu khác nhau bởi những người có căn cơ khác nhau. Đó là nghĩa của bí mật. Mỗi người nhận được sự lợi lạc cho riêng mình. Diệu nghiêm là chỉ cho giáo lý của Đức Phật giảng nói đều vô cùng cao quý và giá trị. Nhưng khả năng nhớ được nhiều bộ kinh của quý vị cũng chẳng bằng một ngày tu pháp vô lậu, cũng chẳng hay bằng tu tập pháp môn không phiền não, pháp môn không vọng tưởng. Đến quả vị thứ tư của hàng A-la-hán mới được gọi là vô lậu. Bồ Tát cũng có quả vị vô lậu. Để được quả vô lậu, quý vị phải dứt trừ sạch mọi tập khí sai lầm, mọi vô minh vọng tưởng, tham lam sân hận si mê. Đức Phật dạy pháp tu vô lậu là để xa lìa hai cái khổ yêu ghét ở thế gian. Có người tưởng rằng yêu là điều kỳ diệu nhất ở thế gian, thế nên có tình yêu giữa trai gái, tình yêu giữa cha con. Nhưng thực ra yêu là khổ. Tôi biết, dĩ nhiên, xa lìa những gì mình yêu là khổ. Quý vị nói, nhưng dù quý vị không xa lìa nó cũng vẫn khổ như thường. Khi tình yêu lên đến cực điểm thì nó trở lại chỗ đối nghịch với nó, đó là ghét. Tại sao cái ghét phát sinh? Vì có yêu. Vì sao có yêu? Vì có ghét. Và điều gì tiếp tục xảy ra giữa những cặp vợ chồng, cha mẹ và con cái là những chuyện của những nhân trong quá khứ đã kết thành quả trong đời hiện tại. Một số vợ chồng tương kính như tân, xem trọng nhau như khách, họ rất tôn trọng lẫn nhau. Phụ nữ Trung Hoa mỗi khi mang thức ăn cho chồng đều dùng hai tay nâng lên ngang lông mày của mình, trong phong thái rất kính trọng. Người chồng cũng rất tôn trọng người vợ mình, họ giống như những người bạn thân thiết, không có tình cảm thấp hèn nơi họ. Thế nên nếu những cặp vợ chồng vốn đã có quan hệ thân thiết từ nhiều đời trước thì đời nay họ sẽ rất hợp nhau. Người chồng không được làm điều gì xúc phạm đến người vợ, và người vợ cũng không được làm điều gì tổn thương đến người chồng. Khi một cặp vợ chồng có sự thân thiết, hai người đều giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Nếu người vợ bị bệnh, người chồng phải nhanh chóng tìm bác sĩ để chữa trị. Nếu người chồng mệt nhọc, người vợ phải tìm cách để chồng mình được nghỉ ngơi.
có nhiều cặp vợ chồng đến với nhau với những nguyên nhân không thuận. Cũng vậy, đó là do những nhân oán hận nhau trong đời trước. Đời này họ tìm đến với nhau. Bất luận người chồng nói điều gì, người vợ cũng cãi lại. Bất luận người vợ suy nghĩ điều gì, người chồng cũng bác bỏ. Đời sống gia đình trở nên hoàn toàn rối rắm và luôn luôn có sự tranh cãi nhau từ sáng đến tối. Chồng đánh vợ, vợ trả đũa bằng cách đánh vào đầu chồng. Nên người chồng rất ngượng ngùng khi ra ngoài công chúng. Như vậy có phải khổ không? Bắt đầu với tình yêu và chấm dứt bằng sự oán hận. Thế nên người ta nói tình yêu là đồng nhất với đau khổ. Suốt ngày người ta nói yêu, yêu, yêu. Yêu cái gì? Yêu ngày này qua ngày khác, yêu cho đến chết. Nhưng nói thử xem, quý vị yêu ai? Nếu hiểu được đạo lý này, hai thứ khổ yêu và ghét sẽ không còn nữa. Nếu quý vị không hiểu đạo lý này, thì cả hai thứ khổ ắt vẫn xung khắc nhau. Do vậy, chúng ta tu tập để giác ngộ, để hiểu rõ, để chúng ta không bị xoay chuyển bởi cảnh khổ này. Nên đừng yêu và ghét gì cả, đó chính là trung đạo. Kinh văn. Như Ma Đăng già trước kia là dâm nữ, do nhờ sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục. Nay trong Phật pháp có tên là Tánh Tỷ Khưu Ni. Giảng giải. Như Ma Đăng già trước kia là dâm nữ, do nhờ sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục. Trong đời trước, cô ta là dâm nữ, vốn nhiều ái dục. Tuy vậy, năng lực của thần chú Thủ Lăng Nghiêm đã khiến cho tiêu tan hết ái dục trong cô. Nên bây giờ chúng ta mới biết công dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm là để tiêu trừ ái dục trong lòng mỗi người. Thế thì tôi chẳng muốn tụng chú Thủ Lăng Nghiêm nữa. Quý vị bác lại. Tôi không muốn tình yêu của mình bị khô héo. Tôi muốn có tình yêu mãi mãi. Giữ mãi tình yêu ấy. Được rồi, quý vị cứ mặc tình. Nếu quý vị đã tích rồi thì chẳng ai ngăn cản được. Nhưng quý vị nên nhớ rằng thần chú Thủ Lăng Nghiêm không những chỉ trừ bỏ được nghiệp ái mà còn có thể khiến cho tăng trưởng năng lực thần thông và trí huệ. Đó là năng lực bất khả tư nghị. Ái tình là khổ đau. Như tôi vừa nói đến, yêu và ghét là hai cái khổ. Chẳng hạn, hãy xem tình yêu mà không được đáp lại. Người đang yêu không nghĩ đến gì khác ngoài người mình yêu, đến mức không ăn không ngủ được. Họ cứ mơ tưởng đến cách theo đuổi, nhưng cuối cùng họ vẫn không đạt được. Có phải đó là nghĩ mãi đến cái khổ hay không? Này trong Phật pháp có tên là Tánh Tỷ Khưu Ni. Pháp danh Tánh Tỷ Khưu Ni của Ma Đăng già biểu hiện sự nhận ra tự tánh của cô ta. Ngay khi Đức Phật nói pháp cho cô ta nghe, ngay lúc đó cô ta chứng ngộ, đạt được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán, không qua các thứ bậc sơ quả đến quả vị thứ hai. Cô ta chứng ngộ ngay quả vị thứ ba, vì cô nhận ra rằng, thấy rằng ái dục vốn là không. A Nan vẫn còn trong giai vị sơ quả, trong khi người vợ của ông trong 500 kiếp trước đã vượt qua mình quá xa. Kinh văn. Cô ta với mẹ của La Hầu La là Gia Thâu Đà La, cùng biết được nhân đời trước, biết trải qua nhiều đời, do vì tham ái mà khổ. Do một niệm huân tu thiện pháp vô lậu, nên người thì ra khỏi sự ràng buộc, người thì được Phật thọ ký. Sau ông còn tự khinh mình mà lưu ngại trong cái thấy, cái nghe. Giảng giải. Cô ta với mẹ của La Hầu La là Gia Thâu Đà La. La Hầu La là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng không được hoài thai bằng tình cảm ái dục. Thái tử Tất Đạt Đa cưới vợ năm 17 tuổi và xuất gia năm 19 tuổi. Dù đã lập gia đình, nhưng không có việc quan hệ phái tính. Trước khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, Gia Thâu Đà La muốn có một đứa con.
Thái tử Tất Đạt Đa lấy ngón tay chỉ vào bụng bà, từ đó bà có thai. Chuyện này nghe như huyền thoại, nhưng điều này thực sự được ghi chép trong nhiều kinh Phật. Có thể quý vị muốn tìm hiểu sao bà ta có thể mang thai chỉ bằng ngón tay của Thái tử chỉ vào bụng. Nhưng quý vị sẽ nhận ra đó là việc bất khả tư nghị, không thể diễn tả được. La Hầu La có nghĩa là phú chướng. Ông ta sống trong thai mẹ đến 6 năm. Đây là chuyện của nhân quả. Trong một đời trước, La Hầu La đã lấp một hang chuột. Phải 6 ngày sau, con chuột mới khoét được hang khác để thoát ra. Quả báo là La Hầu La phải chịu 6 năm nằm trong thai của mẹ. Gia Thâu Đà La là mẹ của La Hầu La. Hán dịch là Trì Xưng, có nghĩa là người nổi tiếng. Mọi người đều khen tặng cô ta là người phụ nữ đoan trang. Con gái của Ma Đăng Già và Tỷ Khưu Ni Gia Thâu Đà La đều được giác ngộ. Cả hai cùng biết được nhân đời trước, biết trải qua nhiều đời, do vì tham ái mà khổ. Họ đều có được túc mạng minh, nên không chỉ họ biết được đời trước của mình, mà còn biết được nhân quả nhiều đời từ vô lượng kiếp trong quá khứ. Họ biết được rằng lý do tại sao mình không được chứng ngộ từ đời này qua đời khác là vì tham ái nên phải chịu khổ. Con gái của Ma Đăng Già vốn là dâm nữ trong kiếp trước, và lòng ái dục của Gia Thâu Đà La cũng chẳng phải nhỏ. Tuy nhiên, do một niệm huân tu thiện pháp vô lậu, họ đã hồi quang phản chiếu và trở nên thấm nhuần việc tu đạo. Họ dứt khoát không muốn tiếp tục đi trên con đường sanh tử nữa. Họ muốn quay về để tu tập thiện pháp vô lậu, rốt ráo lợi lạc. Và do vậy nên người thì ra khỏi sự ràng buộc, người thì được Phật thọ ký. Sợi dây ràng buộc của tham sân si trói người ta quá chặt, đến mức không còn được tự do. Và nếu quý vị ở đây khi đọc đến dòng ra khỏi sự ràng buộc, nếu quý vị có căn lành, hãy siêng năng tu tập để được giác ngộ, và nên chiêm nghiệm rằng: ồ, tại sao ta vẫn còn bị trói buộc trong này? Và người thì nhận được sự thọ ký của Đức Phật cho biết đến thời gian nào sẽ thành Phật. Sao ông còn tự khinh mình mà lưu ngại trong cái thấy, cái nghe? Ông vẫn còn bị chướng ngại trong dòng sắc thanh. Tại sao ông vẫn còn chấp trước vào hình tướng? Tại sao ông không từ bỏ được nó? Ha ha ha, 问什么的说呵。